Regan buộc nên mình sinh sống cả nhà. Thời tiết hôm nay không được đẹp lắm, trời rất là nhiều sương mù. Cây cấu trúc bên đường bây giờ nó đã rụng lá và chuyển màu vàng này. Nhiệt độ tầm khoảng 7-8 độ rồi cả nhà. Siêu thị chỉ mở cửa đến ngày hôm nay thôi, chủ nhật thì đóng cửa.
dân người ta sống đó, cả nhà ta sẽ đậu ở bên đường, ngay cái căn hộ chung cư á. Sáng